Trời ơi, cái gì vậy mày? Hôm nay thì mình sẽ tổ chức cuộc thi nấu ăn về chủ đề hot dog Hàn Quốc nha các bạn. Ủa hot dog là gì vậy con? Trời, em không biết gì hết trơn. Hot là gì? Hot là nóng. Dog là gì? Dog là chó. Hot dog á, nghĩa là chó nóng. Trời, bạn không biết gì hết, bạn giữa cột mà nghe nè. Chị nghĩ đúng của nó là gì vậy anh? Hot dog là nóng chó chứ không phải chó nóng như bạn Minh nói đâu. Wow, anh Mạnh nó có lý. Trời ơi, mấy đứa này nói tiếng Anh hay dữ vậy ta. Nhưng mà cái đó là tên của một loại bánh Hàn Quốc thôi, chứ không phải là chó nóng hay là nóng chó gì hết nha. Bây giờ tụi con chia ra làm hai đội đi, mình sẽ tổ chức cuộc thi nè. Dạ. Ôi, rồi đi. Đi vào đây. Rồi mấy đứa chia đội rồi, bây giờ cần nguyên liệu gì nấu thì cô mua một lượt luôn nha. Dạ con. Đội con cô mua với con là gồm một bịch chiên xù, một bịch chiên giòn, một cái trứng gà với một sữa không đường. Anh quên món chính của mình rồi hả? Món gì hả? Xúc xích chứ gì? Mình quên. Bây giờ mình thêm phô mai que ăn cho nó béo ha. Được. Ok, không nước chi vậy đi. Rồi đội bên Linh với Trang cần nguyên liệu gì vậy đi mua luôn nè. Dạ đội của con giống như anh Minh nha, nhưng mà khác cái là có bột mì không có phô mai que. Con làm xúc xích không phải không? Dạ. Rồi ok, thôi chị đi nha Linh. One hour later. Rồi nguyên liệu cô chuẩn bị sẵn nè, mỗi đội mình lấy ra đi, ăn để chế biết. Dạ. Có phần bột mì nãy nhà còn nên chị không có mua nha Linh. Rồi tạ lấy xúc xích đi. Ok. Rồi bột chiên giòn. Giang đợi xúc xích rồi. Trời ơi xúc xích này 10 cây lận, một lát nữa hai đội sẽ chia ra làm hai nha. Dạ. Khỏi phải dành. Con xuống dưới làm. Lên cà. Xuống đây cho nó mát mà nè. Rồi bây giờ cô sẽ chia xúc xích ra cho hai đội. Cái này đó là mình cần cái chất lượng nó ngon chứ không cần số lượng nha mấy đứa. Mạnh có lấy Mạnh. Ok. Rồi trở đi, ai biết làm hot dog nè? Mình thì biết xương xương nè. Em không biết. Rồi anh biết nè, để anh làm đồ bếp chữ cho. Rồi anh cắt bột bỏ vô đi. Tài bỏ sữa đi. Từ đi cắt bột. Rồi chế bột đại đi. Mấy bịch mình? 2 bịch luôn. Giờ đội mình làm bột mì nha các bạn. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình đập trứng gà bỏ vô nha các bạn. Wow. Rồi chế sữa vô Tài. Trang đập trứng gà vô đi con. Dạ. Con chế sữa từ từ thôi nha Trang, coi chừng nó bị lỏng á. Dạ. Trời con trai chế lại mẹ, chút lại vô đi. Em sợ nó nhão á. Trời anh chế 2 bịch bột không mà sợ gì. Hết một bịch rồi. Thêm bịch nữa đi. Ok. Trời ơi Vinh, sữa của chị để làm mà sao Vinh uống vậy? Bởi Linh thấy không, ẩu phụ mà còn ngồi uống sữa nữa. Rồi Mạnh quậy để mình bỏ đường với bỏ muối vô nè. Ok. Bỏ chỉ cần một ít muối thôi. Rồi giờ mình bỏ đường vô. Đó các bạn thấy không? Bột mà nó nhão nhão vậy là được anh nè. Sữa dư rồi sao anh? Trời sữa dư em cũng biết nữa. Vậy chứ gì vậy? Trời ơi sữa không có đường uống kẹo quá thôi Mạnh uống đi. Trời ơi, bạn không biết uống gì hết con mình à. Trời ơi, sữa không được sao không ngọt vậy? Sữa không được mà ngọt, bạn ngồi ra. Của mình vậy cũng được, cái này gì? Nãy giờ mình quên bỏ đường với bỏ muối đó Trang. Dạ, Vinh lấy cho chị Vinh. Dạ. Rồi, hai đậu tranh thủ nha. Dạ. Rồi, bỏ xuống rồi. Rồi, tới tiết mục cắt xúc xích. Cắt đây, cắt đây. Cái cây này ra. Đưa mình ra. Mình phải cắt ra phân nữa. Giờ mình lấy phô mai que ra. Bây giờ mình xiên xúc xích vô nha các bạn. Phô mai que xong rồi làm sao nữa anh? Rồi em để anh đo cho. Cây phô mai đang dạy bạn cắt ra chứ vậy? Mình đo cái phô mai này nè, cho đường kính phô mai bằng cái xúc xích. Wow. Rồi mình chiên nó mới đẹp. Vậy mình thử làm nha. Bạn làm đi. Mình thì ta. Giờ gì đổ bột xù ra nha. Dạ. Vinh ơi, Vinh xỏ xúc xích giùm chị Vinh. Dạ. Bây giờ mình chiên qua xúc xích nha các bạn. Trai mẹ giỏi quá. Thì rồi mẹ làm cho con là ăn á, thì này con phải thi làm cho mẹ ăn nha. Con cho nó ngang giữa. Thôi để dì xiên cho nó mau. Con xỏ phải từ đầu này nè, xiên qua lên cái đỉnh này nè, nó mới chắc nó mới đẹp. Con làm được một cây rồi. Trai giỏi. Wow. Mình làm xong rồi nè các bạn. Các bạn thấy gì không? Cây này dành riêng cho bếp chữa nha các bạn. Nó lấy xúc xích cho nó chặn phô mai lại. Mạnh chế bột sù ra. Ok. Rồi mình cũng làm xong rồi, bây giờ mình nhúng bột nha các bạn. Rồi bây giờ con sẽ chuẩn bị bếp ga với chiếc chảo nha. Giờ dì chế dầu vô nha, con làm đi nha Trang. Dạ. Trời ơi làm bằng cái tô này khó quá gì Linh ơi. Nè con lấy cái ly này nè. Sớt ra sớt đổ bột vô rồi nhúng. Gì vậy? Sớt giùm chị Vinh. Thôi chị sớt đi để em nhúng cho. Cầm đi. Thôi để dì làm cho lẹ Trang ơi. Đây nè dì. Ủa sao nhúng cái này không hấp thụ hết vậy Minh? Trời ơi đó con. Rồi tới giờ mấy đứa biết làm chưa? Dạ biết. Thôi anh em thấy gì mà anh? Thấy gì hả vậy? Thấy em thấy người ta đi ly đó. Thì mình không biết mình phải nhìn xung quanh chứ. Buông tay chạy vô lấy ly lẹ lên. Lấy đi ly nè anh. Lấy. Rồi lấy ra đây. Lấy ra để múc vô. Đúng rồi, trời mày giỏi quá. Rồi rồi đưa về lên nhóm một sầu đấy. Rồi đi con làm luôn nè. Trời ơi Vinh làm gì không được rồi Vinh ơi, thôi để dì làm cho. Dạ. Ở bên đây làm xong chưa? Đã chưa. Để con chén đậu bắt bếp đây phụ cho. Dạ. Bỏ vô bạn. Rồi bây giờ mình tẩm bột xù nha các bạn. Cái phần áo bột thì quan trọng lắm đó nha. Làm mà không kỹ lạ xì phô mai á, thấy không? Phải nhúng vô cái nữa. Nè bếp trưởng. Rồi đây. Rồi, giờ mình lấy mấy cái này mình chiên trước. Dầu nó quá sôi rồi. Mình sẽ để lửa nhỏ nha các bạn. Dì Linh ơi, làm xong rồi. Con cũng làm xong rồi. Đưa đây dì làm cho. Rồi dầu sôi rồi để dì bỏ vô chiên nha. Dì Linh ơi, còn cái này nữa. Đây để chị. Đó các bạn thấy không, mình mới vừa bỏ vô một cái là nó vàng, mình phải chảo qua liền thôi nó khác á. Đó, cái này nữa nè. Đó. Còn 3 cây nữa là mình xong rồi. Cái này chín rồi để dì gấp ra nha Trang. Dạ. Rồi các bạn thấy không, mình nói rồi mà không có phủ bột cho kỹ á, là nó bị xì phô mai rồi nè. Mình lấy ra luôn. Cái này chín rồi. Wow, tuy mặc dù lần đầu tiên tụi con làm nhưng mà con thấy có lý à. Ngon à. A few moments later. Thì mình sắp xong luôn rồi các bạn ơi. Bây giờ mình thèm quá các bạn ơi. Thèm muốn chảy nước miếng luôn. Con quá ảo này còn thèm nè. Đậu bếp mà còn thèm muốn chứ các bạn. Rồi con trở cái cây của đầu bếp trưởng kìa, không lo trở, ngồi đó thèm thèm. 5 minutes later. Rồi ban giám khảo chấm điểm nha. Rồi, mà chưa có tương thịt đền sao chị chấm điểm được Linh? Dạ con muốn ăn tương gì? Con phát tương ớt với lại maizena. Dạ. Dạ đến đợi con xịt maizena. Mời ban giám khảo thưởng thức. Rồi bây giờ chị sẽ thưởng thức cái món của Minh với Mạnh với Tài trước nha. Dạ. Đây là hot dog xúc xích với lại phô mai nha các bạn. Dạ. Đây để mình bẻ ra xem coi bên phô mai có tan chảy không. Kéo sợi được nha các bạn. Wow. Wow. Đâu, kéo sợi được nha. Kéo sợi được có miếng à. Rồi đây mình ăn nha các bạn. Ăn thử đi. Sao cô? Tụi con có làm cái đầu phô mai á. Phô mai thì nó rất là béo mạnh luôn á. Rồi nó thêm hòa quyện với lại sốt maizena với lại tương ớt. Ở ngoài cái lớp bột thì nó giòn nữa, ngon. Rồi, điểm mấy điểm? Khoan, cái phần xúc xích nữa con. Ui, ngon con. Xúc xích nó ngọt, nó béo béo. Hòa quyện này ngon. Mấy điểm? 9,5. Trời ơi, đợi bên kia 29,5 chắc đợi mình thua quá gì Linh ơi. Trời ơi, cũng chưa chắc đâu con. Đúng rồi đó, để mẹ ăn bên đây mẹ chấm điểm nha. Dạ. Đây là hot dog xúc xích nha các bạn. Mình thưởng thức đây. Ngon. Ngon. Nó xích ngọt. Cái gì béo cái xích hòa quyện với lại sốt maizena với lại tương ớt. Cũng ngon. Nhưng mà nó không có bằng xúc xích với lại phô mai lên đây. Tấm là 9 điểm đi. Rồi bây giờ thử coi. Cái này nó chỉ xê xích thôi con chứ nó cũng ngon. Rồi tụi con ăn đi. Mình thích ăn tương ớt hơn maizena nha các bạn. Lấy chưa. Này cái cây này có đầu bếp trưởng nè. Ăn cay dữ mình. Để coi. Nãy con nhớ là làm phô mai giữa mà. Dạ. Ui, thấy phô mai rồi không? Cái sợ được không? Ui. Ngon quá. Để thử thách rồi. Quá ngon. Rồi tụi con ăn muốn ăn loại nào tụi con sạch vô nha. Ủa. Cái rễ phô mai nó béo. Có Cút của con cũng ngon này mẹ. Của con ngon để mà mẹ dám có 9 điểm. Cái nào cũng ngon con. Nhưng mà khẩu phần anh Minh đó là thêm cái phô mai chứ nó béo béo không phải, nó ngon hơn chút xíu á. Công nhận món hot dog Hàn Quốc này ngon quá chị ơi. Lần đầu tiên Linh ăn luôn đúng không? Dạ đúng hả. Công nhận hot dog này ngon, tim mình ăn hết 2 dĩa luôn các bạn ơi. Có gì mình phải làm thêm 4 lượt. Thôi video của team mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay cho một like, đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận những video hay tiếp theo của team mình nha. Xin chào các bạn.